động vốn đầu tư của toàn xã hội vẫn là điều quan trọng nhất cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Nếu chỉ trông chờ vào vốn đầu tư công thì chúng ta khó đảm bảo yêu cầu về cơ sở hạ tầng giao thông cho sự phát triển trong thời gian tới. Hợp tác công tư PPP là hình thức đầu tư tốt nhất trong ngành giao thông. Mỗi một đồng vốn đầu tư công cần được coi như vốn mồi và phải kéo theo nhiều đồng vốn từ xã hội. Đó là những giải pháp hữu hiệu có thể khơi thông được các nguồn lực xã hội vào hạ tầng giao thông. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vốn xã hội hóa được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng cho đất nước. Trong đó thì các công trình giao thông thời gian qua thu hút vốn xã hội hóa cho hạ tầng giao thông đã có những thời điểm bị chững lại. Từ năm 2015 đến nay thì chưa có bất kỳ một dự án BOT giao thông nào được triển khai. Việc huy động vốn rất khó, cùng với đó là một số dự án BOT đang vướng phải nợ xấu. Đây chính là những nút thắt đang làm nản lòng các nhà đầu tư. Sau hơn 3 năm kêu gọi đầu tư, quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu, đàm phán hợp đồng các dự án thành phần PPP thuộc cao tốc Bắc Nam diễn ra trong thời điểm giao thời. Có nhiều thay đổi về quy định pháp luật liên quan nên gặp một số khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư tổ chức ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đây là dự án BOT giao thông đầu tiên được triển khai sau 6 năm đình trệ. Đối với ngành giao thông thì đây là một cái gói đầu tiên mà chúng tôi áp dụng hình thức PPP theo luật PPP. Ở ngoài những cái điều khoản ở trong luật PPP quy định thì có những cái điều khoản chuyển tiếp. Đấy, cái gói thầu này gói đầu tiên. Việc ký kết hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao đối với các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án. Trong đó, nhà đầu tư sẽ có 6 tháng để thu xếp tín dụng với ngân hàng, chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án. Nếu không huy động được vốn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ hủy hợp đồng và tịch thu đảm bảo thực hiện hợp đồng. Hiện nay, một số dự án thành phần theo hình thức PPP của cao tốc Bắc Nam đã khởi công, đánh dấu một mốc thời gian quan trọng trong quá trình triển khai dự án, hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Nhà đầu tư sau khi ký kết cái hợp đồng dự án thì tôi cho rằng cái thuận lợi đầu tiên đó là việc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chúng tôi cùng với tất cả các bên với địa phương đã thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng và đến nay cơ bản nhà đầu tư có thể nhận được toàn tuyến và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện việc triển khai của mình. Theo các chuyên gia, việc tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng thành công các dự án đối tác công tư PPP cao tốc Bắc Nam, ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mà còn tạo động lực, niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư PPP trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn như hiện nay. Lần đầu tiên chúng ta phải thấy là theo luật PPP thì những vấn đề mà chia sẻ rủi ro và chia sẻ lợi nhuận giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì lần đầu tiên được thực hiện trong cái dự án này. Và chúng ta thấy thì đây là đầu tiên là có sự chia sẻ giữa các bên. Thì chúng tôi hy vọng đây cũng là một cái tiền đề để tiếp tục triển khai nốt hai cái dự án còn lại theo hình thức PPP trong cái tuyến quốc lộ cao tốc phía Đông. Trở lại với thực tế, vì sao việc thu hút vốn xã hội hóa vào các dự án hạ tầng giao thông thời gian qua gặp khó khăn? Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Giao thông Vận tải chưa triển khai thêm dự án BOT giao thông mới nào. Nguyên nhân, bởi nhiều dự án BOT sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng phải đối mặt với các vấn đề nảy sinh, đơn cử như doanh thu thấp, không được điều chỉnh mức phí theo lộ trình, dự án nâng cấp cải tạo trên tuyến đường hiện hữu không đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, khiến cho các nhà đầu tư nản lòng bởi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông cần số vốn lớn, thời gian thu hồi dài, nhà đầu tư có thể gặp nhiều rủi ro. Có thể nói rằng Bộ Thông là một bộ trong thời gian qua có thể gọi rất nhiều dự án PPP bằng hình thức BOT, 65 dự án, 63 dự án đang hoạt động. Trong quá trình triển khai trước thì có thể nói rằng mình đang sử dụng các luật định khác nhau
đặc biệt là nghị định, chưa có một bộ luật riêng cho đầu tư theo kiểu dạng công tư PPP, đặc biệt là BOT. Trên có một số vấn đề được nhưng cũng có một số nó chưa được, nên dẫn đến sự bất cập như trong thời gian vừa qua. Các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư ấy là thể hiện cái sự chia sẻ lợi ích giữa nhà nước và tư nhân, đồng thời cũng chia sẻ các rủi ro giữa nhà nước và tư nhân. Thì đối với những cái dự án đầu tư này có thể nói rất là nhiều những cái rủi ro, ví dụ như là chúng ta hiện nay đang dựa vào chủ yếu là cái lưu lượng xe, thế nhưng cái lưu lượng xe nó thay đổi rất là nhiều, có khi cái chính sách quốc gia, ví dụ như là tôi nói ví dụ cái đèo cả chẳng hạn, trước đây người ta tính là khi cái khu Vân Phong sẽ trở thành đặc khu kinh tế, rồi Nam Phú Yên ấy là khu Vũng Đô ấy là trở thành một cái khu kinh tế tập trung, cho nên là cuối cùng hiện nay tất cả những cái phương án tổng thể ấy nó chưa hình thành. Cho nên cái kỳ vọng ban đầu về cái lưu lượng xe nó giảm tới 40%, thì đấy là những cái chưa kể có những rủi ro khác, bất cả khác thì đều là những cái mà các nhà đầu tư đều lo lắng. Thời gian tới cần đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Hiện nay, mạng lưới đường cao tốc trên cả nước mới đạt gần 1.200 km, như vậy còn khoảng 3.800 km nữa cần hoàn thành, đòi hỏi nguồn lực rất lớn, không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần đa dạng nguồn vốn, trong đó chú trọng huy động xã hội hóa. Nguồn vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP sẽ giúp tăng hiệu quả phương án tài chính, giúp dự án hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Hạ tầng giao thông bao giờ cũng đi trước để mở đường và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính vì thế, đầu tư cho hạ tầng giao thông luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Với hệ thống hạ tầng giao thông nhiều nơi quá tải, tắc nghẽn, thiếu đầu tư đúng mức, thiếu sự kết nối mang tính đồng bộ và bền vững, cần có nhiều giải pháp ưu tiên mọi nguồn lực để sớm hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó thì có cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành. Cùng với đó là trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ kêu gọi 10 dự án đầu tư theo hình thức là PPP. Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, với nhiều thay đổi theo hướng là khuyến khích các nhà đầu tư. Khi nhà nước đã xác định đúng vai trò của vốn xã hội hóa, hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, các dự án giao thông thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng hơn trong thời gian tới. Tổng số vốn ngân sách dự kiến dành cho các dự án giao thông trong kỳ trung hạn 2021-2025 khoảng hơn 252.694 tỷ đồng, gồm nguồn vốn trong nước 221.427,8 tỷ đồng và 31.266,8 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài, chỉ cao hơn so với kỳ trung hạn của 5 năm giai đoạn 2016-2020 là 235.000 tỷ đồng, khoảng 10,7%. So với thực tế, cần khoảng 462.031 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nói trên chỉ đáp ứng khoảng 54,6% nhu cầu. Vì vậy, thu hút nguồn lực từ xã hội hóa vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất để đầu tư cơ sở hạ tầng. Chúng ta đều biết là các cái doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân lớn, họ đầu tư vào nền kinh tế, đầu tư vào dự án là những doanh nghiệp lớn, là những cái dự án lớn. Mà những dự án lớn là những dự án mà không có nhiệm kỳ. Những dự án lớn là những dự án đầu tư hàng thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm. Thì họ rất cần một cái môi trường kinh doanh nó minh bạch, nó an toàn, nó thuận lợi. Và đấy là một cái yêu cầu rất quan trọng cho những cái nỗ lực tiếp theo của chúng ta trong việc cải cách cái thể chế kinh tế và môi trường kinh doanh. Phải làm sao xóa bỏ được những cái điểm chồng chéo, bất cập, những cái điểm thiếu ổn định của môi trường kinh doanh, để cái điều quan trọng nhất đấy mà người đầu tư quan tâm đó là cái sự an toàn của cái công việc kinh doanh của họ. Sau đó là những cái yêu cầu về sự minh bạch, sự thuận lợi và giảm đến tối đa các cái chi phí kinh doanh. Trong giai đoạn tới sẽ có 10 dự án cao tốc được dự kiến đầu tư bằng hình thức PPP, tổng vốn đầu tư khoảng 118.521 tỷ đồng, gồm 58.680 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và 59.841 tỷ đồng
vốn nhà đầu tư huy động. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến phân bổ vốn kế hoạch trung hạn 2021-2025 để làm vốn mồi cho các dự án này khoảng 37.159 tỷ đồng để đầu tư hàng loạt dự án mang tính động lực kết nối liên vùng. Mặc dù luật PPP đã có hiệu lực, tuy nhiên, để từ luật đến thực tiễn triển khai vẫn còn nhiều giải pháp đột phá để cởi bỏ những nút thắt huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là những chính sách thu hút các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. Một trong những vấn đề quan trọng nhất ở đây là thực sự là trong đầu tư theo hình thức PPP, nếu thế là giữa nhà nước và doanh nghiệp và tư nhân cùng triển khai. Cho nên là cái này thực chất là mình làm công trình của nhà nước. Cái này đáng lẽ nếu nhà nước có ngân sách thì phải làm, nhưng nhà nước cũng có ngân sách, cũng có tiền làm, phải kêu gọi xã hội làm, phải trách nhiệm nhà nước là gì. Nhưng trong đó có một số cơ chế, một số rủi ro mà như các nhà đầu tư người ta đề xuất thì mình phải chia sẻ, cái đó là chắc chắn thì đó. Cái thứ hai nữa cũng phải chia sẻ một số vấn đề trong cái vay tín dụng, đặc biệt là huy động tín dụng trong giai đoạn này rất là khó khăn, để không có một cái tổ chức tín dụng, không có một cái quỹ riêng để cho cái phát triển và đầu tư các nhà đầu tư và vay hoặc là cung cấp tín dụng cho các nhà đầu tư tham gia các BOT, đặc biệt như các dự án công trình sắp tới thì là rất là khó khăn. Để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội, kinh nghiệm của các nước như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia cho thấy họ đều chú trọng tìm kiếm nguồn lực tư nhân để đầu tư vào hạ tầng giao thông. Việt Nam cần có những quy định khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia đầu tư vào các loại hình giao thông như đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, cơ chế chính sách đối với các dự án PPP, trong đó hình thức BOT, cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tháo gỡ ách tắc trong thu hút vốn. Đối với các nước trên thế giới, thí dụ Anh Quốc, ở nước Anh thì họ liên hợp nhiều ngân hàng lại để cùng chia sẻ cái rủi ro, cùng chia sẻ những cái cùng tham gia về cho vay vốn để chia sẻ cho. Còn một số cái nước khác thì họ theo như chính Hàn Quốc, tôi cho Hàn Quốc người ta hình thành một cái phương thức tôi cho là cực kỳ hiệu quả, đó là cái huy động vốn từ xã hội thông qua các quỹ gọi là quỹ đầu tư. Cho nên ta hình thành một cái ở Hàn Quốc ta có một quỹ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, huy động nguồn vốn trong xã hội rất lớn. Và chúng tôi hy vọng rằng sắp tới chúng ta đổi mới những cơ chế chính sách để chúng ta hình thành những cái cơ chế như vậy, chúng ta sẽ huy động rất là nhiều về nguồn vốn. Tôi cũng đảm chắc rằng đất nước chúng ta có khoảng 2 triệu dân đủ có điều kiện 1 tỷ để họ có thể tham gia cái vốn này nếu như chúng ta có một cơ chế huy động hợp lý. Bên cạnh đó, để dự án PPP khả thi còn cần có sự tham gia của các tổ chức tín dụng trong việc cho vay vốn. Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị chính phủ có chỉ đạo với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thương mại, hình thành gói tín dụng ưu đãi cho nhà đầu tư hạ tầng giao thông. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng nên nghiên cứu phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động thêm các nguồn vốn khác. Đa dạng hóa nguồn lực là chìa khóa giúp hệ thống hạ tầng giao thông nước ta ngày càng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hướng chủ trương chính sách của Đảng như thế thì chúng ta cần phải có những quy định, những cái hướng dẫn rất là cụ thể để làm sao mà việc đầu tư được người ta yên tâm, các nhà đầu tư. Tiền trong dân vẫn nhiều chứ, người ta đầu tư là sẵn sàng, vui vẻ và nhà nước phải đảm bảo cái quyền lợi tối thượng của nhà nước, nhưng mà lại đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, các nhà khai thác và khách hàng nhân dân thì chắc chắn là sẽ được. Thông thường quốc tế có 4 nguồn vốn khác nhau. Một là nguồn vốn tự có của chủ đầu tư với cái mức là khoảng 15-20% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn thứ hai là vay từ các định chế tài chính, bao gồm cả ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển. Thì nguồn vốn này chiếm khoảng 40-50% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn thứ ba là phát hành trái phiếu vô cùng quan trọng. Trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp thì nó chiếm đâu đó khoảng từ 20-25% tổng đầu tư. Nguồn vốn cuối cùng là huy động từ quốc tế, có thể là dưới cái dạng như các tổ chức quốc tế, ODA hoặc là các quỹ đầu tư. Kết cấu hạ tầng giao thông là mạch máu quốc gia. Giao thông hiện đại, đồng bộ là tiền để đón các nhà đầu tư lớn đến Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này không có cách nào khác, phải tăng cường hợp tác nhà nước tư nhân, trong đó hình thức BOT rất quan trọng. Để cải thiện môi trường đầu tư tất yếu này, cần có những chính sách, cơ chế phù hợp,
đảm bảo lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà nước.